chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện Tử, được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nội dung chi tiết sau. Nghiêm túc thực hiện nghị quyết về xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công, ngành công nghiệp kỳ vọng tăng trưởng khá. Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 tập trung nguồn lực cho công tác dân số. Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi yêu mầm bình đẳng giới. Ông Sư Đáp, trưởng thôn hai giỏi. Gia Lai giành 8 huy chương ở giải vô địch ngoài trẻ quốc gia. Bên bạn gái của bạn, bảy thanh niên lãnh 33 năm tù về tội giết người. Kính thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký công văn số 1644 yêu cầu các sở, ngành, đơn vị dự toán cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai nghị quyết số 91 ngày 18 tháng 6 năm 2024 của chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công. Nghị quyết số 91 nêu rõ Hiện nay các chính sách ưu đãi về thuế đất đai và tín dụng đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được quy định mức ưu đãi cao nhất tại các luật quản lý thuế, luật đất đai và nghị định của chính phủ về chính sách tín dụng để tiếp tục thu hút mở rộng các nguồn lực đầu tư trong xã hội, tạo điều kiện cho các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công phát triển, đồng thời thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương nghiêm túc khẩn trương tập trung triển khai hiệu quả, thực chất, toàn diện các nội dung, hoàn thiện các chính sách ưu đại khuyến khích xã hội hóa, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công như ưu đại về đất đai, thuế, phí, tín dụng. Ra soát sửa đổi đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập các cơ sở ngoại công lập, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị dự toán cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị địa phương, khẩn trương nghiên cứu chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết nêu trên, chủ động triển khai thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất của các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai có sự khởi sắc nhờ thị trường tiêu thụ ổn định. Đây là yếu tố quan trọng để ngành công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh năm 2010 của tỉnh đạt hơn 15.094 tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, Gia Lai phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh năm 2010 ước đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2023 ông phạm văn binh giám đốc sở công thương đánh giá hiện nay các mạng chế biến lớn như đường tinh chế nước ép trái cây cà phê dược liệu tinh bột mì đều có các nhà máy lớn đi vào hoạt động đã phát huy tiềm năng lợi thế trong việc xây dựng phát triển các vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng công nghệ cao công nghệ tiên tiến vào sản xuất theo chuỗi giá trị chế biến sâu tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng lớn từ nay đến cuối năm sở sẽ làm việc với các nhà máy sản xuất công nghiệp để nắm bắt tham mưu và đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắt, kịp thời giúp các nhà máy phát triển ổn định. Kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh từ năm học 2024-2025. Theo đó, các cơ sở giáo dục thuộc các xã phường thị trấn không có trong quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và thuộc xã khu vực 1 sẽ thu học phí bậc mầm non học một buổi trên ngày là 37.000 đồng trên một trẻ trên tháng, học hai buổi trên ngày là 50.000 đồng trên trẻ trên tháng, bậc trung học cơ sở ở lớp 6-7 là 32.000 đồng trên học sinh trên tháng, lớp 8-9 là 37.000 đồng trên học sinh trên tháng, bậc trung học phổ thông là 50.000 đồng trên học sinh trên tháng. Trong trường hợp học trực tuyến học online, mức học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập bằng 75%, mức học phí quy định ở trên và không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học. Được biết, xã khu vực 123 được xác định theo quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt danh sách các xã khu vực 321 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Xã khu vực 23 được phê duyệt tại quyết định số 861. Nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực 1. Riêng đối với thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định số 612. Ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 ở xã khu vực 1, 2 được áp dụng mức học phí xã khu vực 3. Thưa quý vị, ngày dân số thế giới ngày 11 tháng 7 năm nay có chủ đề đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững. Ông Vương Nhật Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết, ngày dân số thế giới năm nay có chủ đề đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bình vững. Vì vậy, tỉnh cần tập trung nguồn lực cho công tác dân số, đưa công tác dân số đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, cấp, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược quy hoạch phát triển của từng ngành, từng địa phương. Bên cạnh đó, các cấp ngành còn đẩy mạnh chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, công tác truyền thông vận động theo hướng chủ động nâng cao chất lượng dân số và phát triển phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, trong đó chú trọng tuyên truyền giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các cấp ngành cần phối hợp giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên, thanh niên, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình bằng nhiều hình thức phù hợp, giáo dục kiến thức, kỹ năng về dân số và phát triển sức khỏe sinh sản trong thế hệ trẻ từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và tuổi thọ của người dân, góp phần phát triển đất nước. Tại huyện Gia Ba, tỉnh Gia Lai, các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi đã trở thành sân chơi bổ ích giúp các em học sinh thay đổi tư duy trở thành hạt nhân trong công tác xóa bỏ định kiến giới và gieo mầm bình đẳng giới Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi là một trong những mô hình nằm trong dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, triển khai dự án Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Gia Ba đã thành lập 5 câu lạc bộ tại các đơn vị trường học với 150 thành viên và 5 dẫn trình viên theo bà huỳnh thị ngọc lan chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện gia ba cho biết từ những hoạt động thiết thực câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi đã trở thành sân chơi diễn đàn cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nơi các em chia sẻ ý kiến mong muốn của mình đến nhà trường gia đình xã hội nhằm tạo môi trường sống an toàn lành mạnh cho chính các em phát huy kết quả đạt được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tăng cường phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, chính quyền các địa phương triển khai hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các câu lạc bộ như tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến truyền thông, giao lưu giữa các câu lạc bộ để các thành viên có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi. Đồng thời thành lập thêm các câu lạc bộ để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Siêu Giáp Trưởng thôn Thơ Nguyên, xã Gia Phan, huyện Trị Bử, tỉnh Gia Lai, còn luôn đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Hơn 8 năm qua, vai trò trưởng thôn Thơ Nguyên, ông Đáp tích cực tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm. Cùng với đó, ông tuyên truyền vận động người dân tích cực xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, không nghe theo lời xú dục, lôi kéo của các đối tượng phản động trao đổi với phóng viên ông Trần Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Gia Văn Thông Tin, ông Xu Đáp là cán bộ nhiệt tình, tâm huyết với công việc, gia đình ông cũng là hộ làm kinh tế giỏi của địa phương. Năm 2020, ông Siêu Đáp được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2018-2020. Năm 2021, ông được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020. Năm 2023, ông được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ. Quốc. Sáng nay ngày 11 tháng 7, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn vận động viên của tỉnh Gia Lai tranh tài tại giải vô địch môi trẻ quốc gia 2024 đã giành được 8 tấm huy chương Giải năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7 tại tỉnh Đồng Nai. Giải có sự tham gia của 32 đoàn trong cả nước với hơn 400 võ sĩ trẻ. Các vận động viên được chia làm 3 nhóm tuổi để thi đấu ở các hàng cân, đối kháng, nam nữ. Ở giải này, đoàn Gia Lai đã giành được 8 tấm huy chương với một huy chương vàng, một huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Trung ở hàng cân 63,5 kg nam. Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Văn Phúc ở hàng cân 75 kg nam. Sáu vận động viên đã giành huy chương đồng gồm Trần Nguyễn Bảo Ngọc ở hàng cân 51kg nữ, Nông Thị Nga ở hàng cân 45kg nữ, Đặng Bảo Nam ở hàng cân 51kg nữ, Đặng Văn Đô ở hàng cân 54kg nam, Hoàng Trọng Vĩ ở hàng cân 45kg nam và Nguyễn Trân Việt Anh ở hàng cân 54kg nam. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo, tổng cộng 33 năm tù về tội giết người. Cụ thể, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 7 bị cáo về tội giết người gồm Đào Minh Trường, sinh năm 2006, Làng Nhạp, Rông, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, 6 năm tù. Bị cáo Lâm Mai Trường An, sinh năm 2007, tổ 4, phường Phùng Đỏng, thành phố Pleiku, 5 năm, 6 tháng tù. Bị cáo Lê Hoàng Tính, sinh năm 2005, 227 Phan Đình Phùng, phường Yên Độ, thành phố Pleiku, 5 năm tù. Bị cáo Phạm Ngọc Nhất Duy, sinh năm 2006, 239 Sư Vận Hạnh, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, 4 năm, 6 tháng tù. Các bị cáo Đặng Quang Trường, sinh năm 2005, tổ 7, phường Gia Cử Rinh, thành phố Pleiku, Đặng Quốc Khánh, sinh năm 2005, 57 Trần Nhật Duật, phường Gia Giacurin, thành phố Pleiku và Nguyễn Chí Của, sinh năm 2006, tổ 4 phường Diên Hồng, thành phố Pleiku cùng 4 năm tù. Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7 năm 2023, xuất phát từ việc bạn gái của Lâm Mai Trường An và NHTT xảy ra mâu thuẫn với An nên đã nhờ Lê Hoàng Tính giúp đỡ mình đánh tê, sau đó Tính rủ thêm. Đặng Quốc Khánh, nguyên chí của Đặng Quang Trương, Phạm Ngọc Nhất Duy và Đào Minh Trường cũng tham gia. Cả nhóm bằng bạc thống nhất để an chở Tê đến khu vực đồi Thông, làng Dút Một, xã Gia Tê, huyện Gia Cờ Rai. Nhóm của Tín sẽ đi sau xe của An. Đến khu vực trên ngay khi Tê vừa xuống xe thì nhóm của Tín lập tức đuổi theo. Sau đó Minh Trường lao đến dùng dao đâm hai nhát liên tiếp vào phần lưng bên trái của Tê. Chưa dừng lại ở đó, Duy và An tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh và ném ba cái trúng tay và bắp chân phải của tê tê bỏ chạy vào nhà dân để trốn và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai hậu quả tê bị tổn hại 19% sức khỏe tại thời điểm xảy ra vụ việc tê đang dưới 16 tuổi Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai